Phật khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo, thề trọn đời giữ đạo theo tự tính làm lành, cùng pháp giới chúng sinh cầu Phật từ gia hộ, tâm Bồ Đề kiên cố, trí tu đạo vững bền, xa biển khổ nguồn mê, chóng quay về bờ giác. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô mười phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh. Chúng con nương oai lực Bồ Đề của mười phương chư Phật, bạch thỉnh hết thảy chư Bồ Tát cùng chư Thánh Hiền Tăng theo hạnh nguyện của các Ngài, quang giáng nơi pháp hội chứng minh và gia hộ cho chúng con. Cùng nương oai lực của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thỉnh hết thảy chư chúng đã phát tâm Bồ Đề, chư thiên chư thần đồng nhau làm hộ pháp, hết thảy quỷ thần vì lợi ích của mình khởi tâm hoan hỷ tinh tấn hộ trì nương oai lực Phật, vân tập về nơi pháp hội hôm nay theo sự thỉnh cầu của chúng con và gia hộ cho chúng con. Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin kính bạch chư hộ pháp chốn giả Nam chùa Ba Vàng, xin các Ngài ủng hộ cho chúng con. Kính bạch các Ngài, nương lòng từ bi và sự chỉ dạy trên sư phụ, nhân mùa an cư kiết hạ của chư Tăng, đệ tử chúng con, tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng, xin thành tâm đôi trước Tam Bảo phát nguyện tu tập theo ba tháng an cư kiết hạ của chư Tăng, để tán thán công đức Tam Bảo, tu bồi rơi đức, tăng trưởng phước lành. Hôm nay, đệ tử chúng con vân tập về nơi Đại Hùng Bảo Điện, chúng con dâng nén tâm hương khải bạch Tam Bảo chứng minh gia trì, chư hộ pháp ủng hộ cho chúng con phát nguyện tu tập các công đức theo mùa an cư kiết hạ của chư Tăng. Giờ này chúng con xin tu tập theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm ba phẩm thí dụ. Chúng con xin nguyện đem công đức lành này hồi hướng đền ân chư Phật, báo tứ trọng ân, phát nguyện đời đời kiếp kiếp nương nguyện Bồ Đề của mười phương chư Phật, để hộ trì Tam Bảo, truyền tải Phật Pháp rộng khắp thế gian, đem tất cả công đức hồi hướng cầu vô thượng Bồ Đề. Và hiện tại chúng con hồi hướng công đức mong nguyện chính pháp của Phật được tuyên dương, các bậc thánh tăng xuất hiện nơi đời hoằng dương chính pháp của Phật, đem hạnh phúc cho nhân thiên và muôn loài, các chúng ác ma phá hoại Phật Pháp cùng chúng ngoại đạo được duyên giác ngộ. Nguyện trên sư phụ được sức khỏe, trụ thế Sa Bà được giải lâu, để hoằng dương giáo pháp của Phật phổ độ quần sinh. Và nguyện cho cha mẹ hiện đời của tăng ni Phật tử tại chùa được mạnh khỏe, tăng thêm tuổi thọ, thân bằng quyến thuộc được nhiều lợi ích, sớm có duyên lành tu theo chính pháp của Phật. Nguyện cho gia tiên tiền tổ hiện kiếp, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, cùng các chúng oan gia trái chủ của tăng ni Phật tử tại chùa, nương nơi công đức tu tập của chúng con mà được giác ngộ hoan hỷ, được nương tựa vào chính pháp của Phật tu tập giải thoát.
chúng con cũng nguyện hết thảy chư thiên chư hộ pháp long thần hộ trì cho đất nước Việt Nam luôn có được minh quân, giữ gìn bờ cõi an ổn nhân dân, khiến cho mọi người được sống trong hòa bình an lạc, ủng hộ cho Phật Pháp khiến được thịnh hưng, nguyện cho thiên tai dịch bệnh tiêu giảm, muôn loài được an lạc trong giáo pháp của Phật. Chúng con ngưỡng nguyện mười phương chư Phật chứng minh công đức, phát nguyện tu tập hồi hướng của chúng con, cho sở nguyện của chúng con sớm được thành tựu. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô thường gia hộ Bồ Tát Ma Ha Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam mô thập phương hư không giới nhất thiết chư Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam mô thập phương hư không giới nhất thiết tôn Pháp. Chí tâm đảnh lễ Nam mô thập phương hư không giới nhất thiết hiền thánh tăng. Pháp vi diệu rất sâu vô thượng, trăm nghìn muôn ức kiếp khó gặp. Nghe con nay thấy nghe đường thọ trì, nguyện hiểu nghĩa chân thực của Như Lai. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hơn sau muôn lời thành bảy quân rộng chứa đựng vô biên nghĩa màu. Trong cổ nước cam lộ rịnh nhường nghề, trong miệng chực đề hồ nhỏ mang nghe, bên răng ngọc trắng tuôn xa lời, trên lưỡi sen hồng phong hào quang nghe. Dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng. Nghe Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nghe Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nghe Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát.
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa quyển thứ hai, Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm thí dụ thứ ba. Lúc bấy giờ Ngài Xá Lợi Vương hân hở vui mừng, liền đứng dậy chắp tay chiêm ngưỡng dung nhan của Đức Phật mà bạch Phật rằng: Nay con theo Đức Thế Tôn, nghe đặng tiếng pháp này trong lòng hân hở đặng điều chưa từng có. Vì sao con xưa theo Phật nghe pháp như thế này, thấy các vị Bồ Tát được thọ ký thành Phật mà chúng con chẳng được? Dự việc đó tư rất cảm thương, mất vô lượng chi kiến của Như Lai. Thế Tôn, con thường khi một mình ở dưới cây trong đôi rừng, hoặc ngồi hoặc đi kinh hành, hằng nghĩ như vậy: chúng ta đồng vào pháp tánh, tại sao Đức Như Lai lại dùng pháp tiểu thừa mà tế độ cho? Đó là lỗi của chúng con chứ chẳng phải là Thế Tôn. Vậy vì sao nếu chúng con chờ Phật nói pháp sở nhân thành đạo vô thượng chính đẳng chính giác? Thời chẳng do pháp đại thừa mà đang đồ toán dòng, chúng con chẳng hiểu Phật phương tiện theo cơ nghi mà nói pháp. Vừa mới nghe Phật nói pháp vội tin nhận suy gầm để chứng lấy. Thế Tôn, con từ xưa đến nay trọn ngày luôn đêm hằng tự trách mình, mà nay được từ Phật nghe pháp chưa từng có trước, chưa hề nghe những các lục nghĩ hồi thân nghĩ thơ đời đừng được an ổn, ngày nay mới biết mình thiên là Phật từ tự miệng phân sinh ra, từ pháp hóa sanh đằng pháp phần của Phật. Khi ấy Ngài Xá Lợi Phất muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng: Con nghe tiếng pháp này được điều chưa từng có, lòng rất đối vui mừng, lưỡi nghi đều đã trừ. Xưa nay nhớ vâng dây chẳng mất nơi đại thừa tiếng vâng rực nghìn coi, trừ khổ chúng sanh con đã được lâu, từng nghe cũng trừ lo khổ con ở nơi hang núi hoang dưới cùng cây rừng, hoặc ngồi hoặc kinh hành. Thường suy nghĩ việc này than ôi rất tự trách, sao lại tự khi mình? Chúng ta cũng Phật tử đồng vào pháp vô lậu chẳng được ở vị nay nói pháp vô thượng đạo răng vàng bấm hai tướng mười lực càng giải toán đồng chúng trong môn pháp mà chẳng được việc đây. 80 tượng tôn đẹp 18 pháp bấn cùng các công đức như thế mà ta đều đã mất. Lúc con kinh hành riêng thấy Phật ở trong chúng, danh đồn khắp mười phương rộng lợi ích chúng sinh. Tự nghĩ mừng lời này chính con từ khi dối, con thường trong ngày đêm hằng suy nghĩ việc đó, muốn đem hỏi Thế Tôn là mừng hay không mừng. Con thường thấy Thế Tôn khen ngợi các Bồ Tát, vì thế nên ngày đêm suy lượng việc như vậy. Này nghe tiếng Phật nói theo cơ nghi dạy pháp vô lậu, khó nghĩ bàn khiến chúng đến đạo tràng, con xưa chấp tà kiến làm thầy các phạm chế. Thế Tôn, rõ tâm con trừ ta nói niên bàn, con trừ hết ta kiến đăng chứng nơi phạm không. Bây giờ lòng từ bảo đằng đến nơi diện đó mà nay mới từ biến, chẳng phải thiết diệt độ. Nếu lúc đặng thành Phật đủ 32 tướng trời người, chúng dạ xóa dòng thần đều cung kính. Bây giờ mới được nói dân hằng hết công thừa vâng ở trong đại chúng, nói con sẽ thành Phật nghe tiếng pháp như vậy, lòng nghi hối đã trừ khi mới nghe Phật nói
trong lòng rất sợ nghĩ phải chăng ma già vẫn nào loạn lòng ta ư. Phật dùng các món duyên thí dụ khéo nói vô lòng kia an như biển, con nghe lưỡi nghi dứt Phật nói thuở qua khứ. Cứ vô lương phương diện đồ ăn trú trong phương tiện cũng đều nói pháp đó Phật hiện tại, vì lai số nhiều cũng vô lượng cũng dùng các phương tiện diện nói pháp như thế. Như thế tố ngày nay từ sanh đến xuân gia đặng đạo chuyện pháp luân, cũng dùng phương tiện nói thế tôn nói đạo thật ba tuần không nói được. Vì thế con định biết không phải ma giả Phật. Vâng, con ra vào lưới nghĩ cho là ma làm đã nghe tiếng Phật nghiêm diệu sâu xa rất nhiệm màu nói xuống pháp thanh tình tâm con rừng vui mừng nghĩ hồi đã hết nàng an trụ trong thiệt trí con quyết sẽ thành Phật được trời người cũng kính. Chuyện pháp luân vô thượng giáo hóa các Bồ Tát lúc bấy giờ Đức Phật bảo ngài xa lời Phật ta nay ở trong hàng trời người xa môn Bà La Môn mà nói ta xưa từng ở nơi hai muôn ngưng Phật vì đạo vô thượng nên đường giáo hóa ông cũng lâu dài theo ta thọ học ta dùng phương tiện dừng dặn ông sanh vào trong pháp ta xa lời Phật ta thuở xưa dạy ông chí nguyện Phật đạo ông nay đều quên mà bèn tự nói đã được diệt độ ta này lại muốn khiến ông nghi nhớ buồn nguyện cùng đạo đã làm mà vì càng thanh văn nội kinh đại thừa tên là diệu pháp liên hóa giáo Bồ Tát pháp Phật sơ hồ niệm xa lời vâng ông đến đời vì lai quả vô lượng vô biên bất khả tư nghị kiếp cung dường bao nhiêu nghìn muôn ức Phật phụng trì chánh pháp đầy đủ đạo tu hành của Bồ Tát sẽ thành Phật. Hiệu là hoa quang như lai ứng cung chánh biên trí minh hành tùng thiền thế thế gian giải vô thường sĩ điều ngữ trường phụ thiền nhân sĩ vâng thế tôn nương tên ly câu coi đó bằng thẳng thanh tình đẹp để an ổn cho vui trời người đông đạo. Lưu ly làm đất có tám đường giao thông dây văng vàng dòng để răng bên đường mé đường đều có hàng cây bằng bảy bầu. Thường có bóng trai đứng hoa quang như lai cùng dùng bà thừa giáo hoa chúng sanh xa lời vẫn luôn đương vật ra đời dầu không phải đời ác mà bởi bố nguyện nên nói pháp ba thừa kiếm đó tên là Đại Bửu Trang Nghiêm. Vì sao gọi là Đại Bửu Trang Nghiêm? Vì trong cõi đó dùng Bồ Tát làm Đại Bửu, vậy các Bồ Tát đó số đông vô lượng vô biên bất khả tư nghị tính kể hay thí dụ đều không kiếm đến đường chẳng phải xứng trí huệ của Phật, không ai có thể biến đường khi muốn đi thì có bông đỡ chân căn. Vì Bồ Tát đó không phải hàng mười vạn tâm đều đã trồng cội đứng từ lâu ở nơi vô lượng trăm nghìn muôn ức đức Phật tịnh tu phạm hạnh hằng được các Phật ngợi khen thường tu trí huệ của Phật đủ xứng thần thông lớn khéo biên tên cả các pháp mỗi ngày thần không dối chi niệm bên vân bậc Bồ Tát như thế gấm đầy nương đó xả lời phân đức Phật hoa quang thọ 12 tiểu kiếp trừ luôn còn làm vương tử chưa thành Phật nhân dân nương đó thọ tam tiểu kiếp
đức hoa quang Như Lai quá 12 tiểu kiếp thọ ký đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác cho kiên mãn Bồ Tát mà bảo các tỳ kheo ông kiên mãn Bồ Tát này kế đây sẽ thành vương yêu là hóa tôn ngán hành Như Lai ứng cung chánh biến đi gọi đường của đức Phật đó cùng lại như đây xa lời Phật sau khi Phật hóa quang đó duyên độ chánh pháp trụ lại trong đời 32 tiểu kiếp tượng pháp trụ đời cũng 32 tiểu kiếp lúc ấy Đức Thế Tôn muốn tuyển lại nghĩa trên mà nói kể rằng xa lời Phật đời sau thành đức Phật trí khắp hiểu rằng Phật hóa quang sẽ độ vô lượng chúng cúng dường vô do vân đầy đủ hành Bồ Tát các công đức tập lực chứng đẳng đạo vô thượng qua vô lượng kiếm rồi kiếm tên đại bửu nghiêm coi nước tên ly câu trong sạch không vết nhơ dùng lưu ly làm đất dây vàng răng đường xa cây bày bao sắc đẹp tường có hòa cung trái Bồ Tát trong cõi đó chi niệm tường bên vân thần thông ba la mừng đều đã tròn đầy đủ nơi vô số đức vân kheo học đạo Bồ Tát những đại sĩ như thế Phật hóa quang hóa độ lúc Phật làm vương tự rời nước bỏ vinh hoa nơi thần quê rốt sau xuất ra thành Phật đạo Phật hóa quang trụ thế to 12 tiểu kiếp chúng nhân dân nương đó sống lâu tam tiểu kiếp sau khi Phật diễn độ chánh pháp trụ ở đời 32 tiểu kiếp đồng độ các chúng sanh chánh pháp diễn nên rồi tường pháp cũng bấm hai xa lời rộng truyền khắp trời người khắp cung dường Phật hóa quang chỗ làm việc đó đều như thế đấng lượng tôn tôn kia đứng ở không ai bằng Phật từng là đấng ông nên phải từ vui mừng bây giờ bốn bộ chúng tỳ kheo ni cần sư nam cần sư nữ và cả đại chúng trời rộng và xóa càng tháng bà a tu la ca lầu la khẩn la la ma hầu la già vân vân thầy xa lời Phật ở trước Phật lanh lấy lời dự ghi sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác lòng rực vui mừng hơn ở vô lượng mỗi người đều cởi ý trên của mình đang đắm đề cung dương vân thính đề hoàng nhân cùng phạm thiên vương vân vân và vô số thiên từ cùng đem ý đẹp của trời hoa trời mãn đà la hoa ma ha mãn đà la vân vân cúng dường nơi Phật y trời tung lên liền trụ giữa hư không mà tự xoay chuyển căng kỹ nhạc trời trăm nghìn muôn thứ ở giữa hư không đồng tới đều rối rưới căng thứ hoa trời mà nói lời rằng đứng Phật xưa ở thành ba la này ban đầu chuyện pháp luân đến nay mới lại chuyện pháp luân rất lớn vô thượng lúc đó các thiên tử muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng xưa ở thành ba nại chuyện pháp luân bốn đế phân biệt nói các pháp sinh diệt của năm nhóm này lại chuyện pháp luân rất lớn nhiều vô thượng pháp đó rất sâu màu in có người tin đường chúng ta từ xưa lại thường nghe Thế Tôn nói chưa từng nghe đường pháp tâm diệu như thế này Thế Tôn nói pháp đó chúng ta đều tùy đại trí xá lời Phật nay được lãnh Phật ký chúng ta cũng như vậy quyết sẽ đặng thành Phật trong tất cả thế gian rất tôn không còn trên vân đạo chẳng thế bàn phương tuyền tùy nghĩa nói ta bao nhiêu nghiệp phương đời nay hoàn quả khứ và công đức thay vân tròn hồi hướng vân đạo bây giờ xa lời vân
rằng Thế Tôn con nay không còn nghĩ ôi tự mình ở trước Phật đặng thọ ký thành vô thượng chính đẳng chính giác các vị tâm tự tại 1200 đây. Đồng sư ở bậc hiếu ông vẫn thường dạy rằng pháp của ta hay lìa sanh già bền trên ruộng ráo niệm bàn các vị hiếu ông vô ông đây cũng đều đã tế rời chấp ngã cũng chấm có chấm không vân vân nói là đăng niết bàn mà nay ở trước Đức Thế Tôn nghe chỗ chưa từng nghe đều xa vào nghi lầm hay thay Thế Tôn xin Phật vì bốn chúng nói nhân duyên đó khiến lìa lòng nghi hội khi ấy Phật bảo ngài xa lời Phật ta trước đâu không nói rằng các Phật Thế Tôn dùng các món nhân duyên lời lẽ thì dù phương tiện mà nói pháp đều là đạo vô thường chánh đẳng chánh giác như các điều nói đó đều vì dạy Bồ Tát vậy nhưng xa lời Phật này ta sẽ dùng một thí dụ để chỉ rõ lại nghĩa đó những người có trí do thí dụ mà đặng hiểu xa lời Phật như trong quốc ấp Tổ là có vị đại trưởng gia tuổi đại gia duy của giàu vô lượng có nhiều nhà ruộng và các tối tớ nhà ông rộng lớn mà chỉ có một cửa để ra vào người ở trong đó rất đông hoặc 100-200 cho đến 500 người lầu các đà mục rách phên sụp đổ chân cột hư nát chính xuyên siêu ngã bốn phía đồng một lúc lửa bỗng nổi lên đốt cháy nhà cửa. Cả người con của trưởng gia hoặc 10 người hoặc 20 người hoặc đến 30 người ở trong nhà đó trưởng gia thấy lửa từ bốn phía nhà cháy lên liền đứng sợ sệt mà nghĩ rằng ta giàu có thể ở nơi cửa của nhà cháy này ra ngoài được an ổn. Xong các con ở trong nhà lửa ưa vui chơi giỡn không hay biết không sợ sệt lửa đến đốt thân rất đau khổ lắm mà lòng chẳng nhằm lo không có ý cầu ra gọi ra lời vâng ông trưởng gia đó lại nghĩ thân và tay của ta có dân mà nên dùng vàng áo ăn dùng ghế đằng từ trong nhà mà ra ngoài ông lại nghĩ nhà này chỉ có một cái cửa mà lại hẹp nhỏ các con thơ bé chưa hiểu mê đắm chơi giỡn hoặc vấp ngã bị lửa đốt cháy ta nên vì chúng nó mà nói những việc đáng sợ nhà này đã bị cháy phải liền mau ra chờ để bị lửa đó ngài nghĩ như thế rồi theo chỗ đã nghĩ đó mà bảo các con mau ra cha dầu thương xót kêu nói để dù dỗ mà các người con ưa vui chơi chẳng khứng tin chiều chẳng sợ sệt tròn không có lòng muốn ra lại cùng chẳng hiểu gì là lứa gì là nhà thế nào là hai chị cứ đông tây chạy giỡn nhìn cha mà thôi bấy giờ trưởng gia liền nghĩ nhà này đã bị lửa lớn đốt cháy ta cùng các con nếu không liền ra chân sẽ bị cháy ta nấy nên bày trưởng phương tiện khiến cho các con đặng khỏi nạn này cha biến các con đều vẫn có lòng tin các đồ chơi trưng bao là lùng nếu có chẳng chúng nó ưa đâm mà bảo các con rằng đây này là những món ít có khó đặng mà các con có thể vui chơi nếu các con không ra lấy sau chắc buồn ăn năn các thứ xe dê xe ô xe trâu như thế này ở ngoài cửa có thể dùng dao chơi các con ở nơi nhà lửa nên mau ra đây tùy các con muốn cha đều sẽ cho các con luôn bây giờ các người con nghe cha nói đùa
chơi bẩu đẹp. Vừa ý mình nên lòng mỗi người đều mạnh mẽ, xô đầy lẫn nhau cùng đua nhau rồi chạy tranh ra khỏi nhà lửa ghi đó đường ra đây. Các con đàn ngang ngốn ra khỏi nhà lửa đều ở trong đường ngã tư, ngồi nơi đứng trong không còn bị chướng ngại tâm mong thơ thời vui mừng hơn ở bây giờ. Các người con đều thưa với cha rằng cha lúc lấy hứa cho những đồ chơi tốt đẹp nào, xe dê, xe hươu, xe trâu xin liền bán cho xa lời vương ghi đó đường già đều cho cả con đồng môn thừa. Xe lớn xe đỏ cao rồng chân giòn bằng các món bộ lăng cán bao quanh buồn phía treo linh lại dùng màn lồng văn che ở trên cũng dùng đồ bao đẹp tuột là mà trâu dồi đỏ giấy bằng bầu kết thất các dải hoa rủ xuống nệm chiếu mềm mại trái trồng gối đỏ để trên dùng châu trắng keo sắc chàng già mâm dẫn đứng in mâm đêm có dưng rưng mình bước đi ngay bằng mau lẹ như gió lại có đông tối tơ để hầu hạ đó vì cớ sao vì ông trưởng già đó cụ dầu vô lượng càng thứ có tàn thay đều đầy ngập ông nghĩ rằng của cái của ta nhiều vô cực không nên dùng xe nhỏ sâu kém mà cho các con nay những trẻ thơ này đều là con của ta đồng yêu không thiêng lên ta có xe bằng bảy bao như thế số nhiều vô lượng nên lấy lòng bình đẳng mà đều cho chúng chẳng nên sai găng vì sao dầu đem xe của ta đó khắp cho người một nước hãy còn không thiếu hướng gì các con lúc ấy các người còn đều ngồi xe lớn đằng điều chưa từng có không phải cho trước kia mình trong Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Phục nguyện Tam Bảo chứng minh oai thần hộ niệm Bồ Tát Thánh Tăng Phạm Vương Đế Thích Tứ Thiên Vương chúng Thiên Long Bát Bộ hộ pháp thần vương nhất thiết thiện thần chứng minh gia hộ. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức tu hành thật có trong ngày hôm nay đối với thân thực hành thiểu dục chi túc, đối với khẩu nói lời thanh tịnh xa rời các dục, đối với ý thường tư duy chính pháp. Chúng con kính nguyện Sư Phụ của chúng con Tứ Đại Điều Hòa, Chủ Thế Xa Bà dài lâu đời đời các kiếp vị lai thị hiền, mang ánh sáng trí tuệ bát nhã của các đức Như Lai, phổ độ quần sinh khiến cho muôn loài đều thấm nhuần lời Đức Phật dạy. Tin sâu nhân quả phát tâm Bồ Đề, ứng dụng tu hành sống cuộc đời giác ngộ an vui giải thoát. Nguyện cho thân phụ thân mẫu của Sư Phụ và cha mẹ của Tăng Ni Phật tử đang tu tập tại chùa, bệnh tật được thuyên giảm, tăng trưởng duyên lành tu theo chính pháp. Nguyện cho nhân dân Phật tử thiện nam tín nữ đã về chùa phát tâm cúng dường và tu tập, tùy theo phúc báu của mình mà được bệnh căn thuyên giảm, gia quyến an khang, lòng tin nơi Tam Bảo càng sâu, tâm từ bi đối với chúng sinh tăng trưởng. Nguyện cho các hương linh chiến sĩ trần vong, đồng bào tử nạn, dân quân du kích tự vệ, những người đã chết trong các cuộc chiến tranh, cùng 12 loại cô hồn, chư vị hương linh gia tiên nội ngoại,
kiếp này và các kiếp trước, các hương linh oan gia trái chủ của tăng ni Phật tử tại chùa, các hương linh có nhân duyên tại địa cuộc này, các hương linh liên quan đến việc độ sinh của chư tăng chùa Ba Vàng, tùy theo phúc báu cúng dường và tu tập của chư tăng ni và các tín chủ mà được phát tâm giác tỉnh lìa khổ u minh, khởi niệm từ bi xa rời ác đạo, tiến sâu tam bảo sớm sinh cõi Phật an vui. Chúng con xin hồi hướng công đức tu hành này về vô thượng Bồ Đề và hồi hướng cho các nhà quản lý, các nhà khoa học, các nhân viên y tế và tất cả những ai đang nỗ lực trong công cuộc phòng ngừa, khống chế và dập tắt dịch COVID-19 tại Việt Nam cũng như trên thế giới, có đủ duyên lành kiểm soát được dịch, sớm tìm ra vaccine dứt trừ nạn dịch. Hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân có thêm năng lượng tích cực cho việc điều trị bệnh. Hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân qua vãng sớm được sinh về cảnh giới an lành. Nguyện cho tất cả tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng cùng với gia quyến đều không bị lây nhiễm bệnh này. Chúng con lại xin hồi hướng hóa giải nghiệp dịch bệnh phát sinh, động đất, các nạn nước do biển động và lũ quét lụt lội, tiêu trừ ác nghiệp chết trùng trong các nạn dịch này cho chúng sinh. Hồi hướng cho các chúng hành bệnh quỷ vương, ác độc quỷ vương, đa ác quỷ vương, huyết lễ sầu quỷ vương cùng các tiểu quỷ tử theo kinh Địa Tạng có liên quan tới ác nạn của nhân loại. Nguyện cho chúng quỷ này được nương các công đức tu tập pháp lục hỏa của chúng con mà tăng phúc, tăng duyên, giác ngộ Phật Pháp, từ bỏ việc ác, hộ trì việc thiện, phát tâm Bồ Đề, hộ trì tam bảo, cùng với chúng con kết duyên pháp lữ, thực hành công hạnh Bồ Đề, truyền tải Phật Pháp, phổ độ chúng sinh, cầu vô thượng Bồ Đề. Nguyện cho nước nhà có phúc, dân tộc chúng kiên trì đức tròn đầy, nhân tâm hòa lạc, già trẻ kính nhường chi ngũ chẳng nghịch, mọi người chung sức giúp nước an dân, người vật cùng hưởng. Lại nguyện dòng giống Việt Nam khác thế tâm đồng, quay về nguồn xưa phát minh bản địa, mong cho ba nghiệp trong tiêu chân tâm, tỏ rõ quốc độ thanh bình, đạo đời yên ổn. Các nguyện phước ban tất cả đức độ quần sinh, Phật Pháp thịnh hưng tam độ rất sạch. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tụng kinh công đức có bao nhiêu, con xin lấy đó hồi hướng về nguyện khắp pháp giới các chúng sanh thấy đều thế nhập vô sanh, những nguyện tiêu ba chương sanh phiền não, nguyện đường trí tuệ thực sáng ngời, nguyện các tội chương thầy tiêu trừ, đời đời thượng hành Bồ Tát đạo, nguyện đem công đức tu hành này chẳng rải mười phương khắp tất cả hiện thầy chúng con cùng các loài đồng được lên ngôi vô thượng giác. Tự quy y Phật ơi, nguyện cho chúng sinh hiểu thấu đạo lớn, phát tâm
thượng. Tự quy pháp ơi, nguyện cho chúng sinh ơi, thâm nhập kinh tạng ơi, chi tuệ như biển. Tự quy y tăng ơi, nguyện cho chúng sinh ơi, quản lý đại chúng ơi, hết thảy không ngại.